Ok, xin chào tất cả các bạn. Trong phần này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thuật toán sắp xếp nhanh và sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để cài đặt thuật toán này. Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách hoạt động của thuật toán. Ở đây chúng ta có danh sách M với 6 phần tử. Phần tử đầu tiên là số 7, phần tử cuối cùng là số 18. Các phần tử được đến địa chỉ từ 0 cho đến địa chỉ cuối cùng bằng số phần tử trừ 1. Ở đây, danh sách chúng ta có 6 phần tử, 6 trừ 1 bằng 5. Về cách thực hiện thuật toán, đó là phân nhóm phần tử trên danh sách dựa vào phần tử khóa. Ở đây mình chọn khóa K là bằng phần tử đầu tiên ở trên danh sách. K chính là bằng 7. Và sau đó chúng ta sẽ duyệt qua tất cả các phần tử và so sánh với phần tử khóa. Sau đó tiến hành phân thành hai nhóm. Thì dựa vào cái khóa K, đây chính là số 7, chúng ta sẽ tiến hành so sánh với 5. Thì chúng ta sẽ đưa nó về nhóm bên trái. Tương tự như vậy, số 6 nhỏ hơn số 7, do đó chúng ta tiếp tục đưa về nhóm bên trái. Và cùng cái công việc tương tự, những cái phần tử lớn hơn khóa K, chúng ta đưa nó về bên phải. Và tới đây thì chúng ta có thể nói rằng khóa K đã đặt đúng vị trí trên danh sách. Khóa K bây giờ đã đặt đúng vị trí trên danh sách. Nếu các bạn lặp lại với việc này, hai danh sách là bên trái và bên phải, cho đến khi danh sách chỉ còn lại một phần tử thì chúng ta sẽ thu được các cái khóa K đã được sắp xếp, hay nói cách khác là thu được cái danh sách đã được sắp xếp. Thì ở đây chúng ta có một cái quan sát. Khi đi giải quyết cái bài toán lớn thì chúng ta sẽ đi tiến hành giải quyết các cái bài toán nhỏ. Đó là cái danh sách bên trái và danh sách ở bên phải. Hai bài toán của chúng ta đã xuất hiện một cái vấn đề được gọi là đế quy. Muốn giải bài toán lớn thì chúng ta đi giải quyết các bài toán nhỏ. Và sau đây chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để cài đặt cái thuật toán này bằng phương pháp đế quy. Define quicksort, đưa vào danh sách M, 2. Trường hợp suy biến đề quy là khi cái danh sách chúng ta có một phần tử. Nếu length M bé hơn 2, có một phần tử tức là bé hơn 2, được chưa? Thì chúng ta sẽ return cái giá trị là M. Còn lại, các trường hợp còn lại chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là chọn cái khóa K. Ở đây như mình nói là K bằng M tại vị trí đầu tiên. Cái mạng bên trái của chúng ta là L, nó sẽ bằng các cái phần tử như sau. Đó là phần tử Y trong cái danh sách M, for Y trong M từ địa chỉ số 1 cho đến địa chỉ cuối cùng trong danh sách. Các bạn ghi như vậy. và thỏa mãn điều kiện là y bé hơn hoặc cả. Tương tự như vậy, danh sách bên trái của chúng ta sẽ làm tập hợp các cái phần tử y for y in m cùng từ địa chỉ số 1 cho đến cuối danh sách. Các bạn ghi như vậy: 1, 2 chấm, nếu thỏa mãn điều kiện là y lớn hơn k. Trường hợp đầu các bạn thêm là bé hơn hoặc bằng k. Kết quả trả về trong trường hợp này sẽ là return. Return cái gì? Đó là cái danh sách, cái danh sách L nối với khóa k. Đây là cái danh sách có một phần tử k và nối với cái danh sách là bên phải. Thì tới đây chúng ta liên tưởng đến cái bước thứ nhất là cái này. Nhưng mà muốn giải quyết bài toán lớn thì chúng ta đi giải quyết bài toán nhỏ. Thì ở đây chúng ta phải gọi đề quy là quicksort với hai cái danh sách bên trái và bên phải. Do đó các bạn ở đây là gọi là cái hàm quicksort này. Được chưa? Quicksort danh sách bên trái và quicksort danh sách bên phải. Kỹ thuật toán quicksort của chúng ta đã hoàn thiện. Ví dụ ta có một cái danh sách M các phần tử sau: 54,26,93,17. Ta sẽ gọi cái chương trình quicksort một cái mảng là KQ là kết quả, nó sẽ bằng là quicksort M. Và sau đó các bạn print cái kết quả ra xem nó như thế nào, lưu và thực hiện chương trình. Ta thu được một danh sách đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 17, 26, 54, 93. Ta thử thêm một phần tử nữa xem nó hoạt động có đúng không. 99. Và thêm một phần tử nữa là 150. Vậy, lưu và thực hiện chương trình. Như vậy là kết quả thu được trong lần này cũng đúng như mong muốn của chúng ta. Như vậy là thuật toán của chúng ta đã hoàn thiện và tương đối đơn giản bằng cách sử dụng là đề quy. Cái phân tích của mình và cài đặt cái thuật toán quicksort theo phương pháp đề quy đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem.